chào các bạn yêu quý. Hiện tại bây giờ là tôi đang ở nhà hát chèo Nam Định của thành phố quê hương. Đấy. Nhà hát chèo Nam Định thì là ở khu vực công viên Vị Hoàng, mà nhìn ra hồ Vị Xuyên và nhìn ra tượng đài Trần Hưng Đạo. Hôm nay đến đây là chơi giao lưu với lại có cháu Lại Thanh Minh. Đấy. Nguyên là nhạc công của đàn chèo Nam Định. Đấy. Và điều đặc quan trọng nhất, đặc biệt nhất là cháu Sơn Tùng, một tài năng rất triển vọng của nhà hát chèo Nam Định nói riêng và cái làng chèo của Việt Nam nói chung. Vừa rồi thì liên hoan giao lưu tiếng hát chèo và dân ca ở Quỳnh Phụ, Thái Bình thì cháu cũng tham gia một tiết mục. Thế hôm nay thì tôi về thành phố, về quê hương thì ra giao lưu cùng với các cháu. Thế là xin chào toàn thể các bạn yêu chèo. Đấy, bây giờ là cháu Xuân Tùng chuẩn bị là hát cho các bạn yêu chèo nghe một vài làn điệu. Đấy. Xin chào quý vị. Đấy. Mai Văn Nặng đang hỏi Thanh Bình đấy. Hát điều gì? Hát Du Xuân ạ. Rồi. Cháu hát một làn điệu Du Xuân. Cháu năm nay, cháu Xuân Tùng năm nay là 15 tuổi. Con của một cán bộ đoàn phó đoàn chèo Nam Định. Cháu hát đi. Có ý ấy bóng tà ai ơi một vài vùng sông có ý ấy bóng Thanh Minh là những người
rất tích cực tham gia những cái buổi giao lưu của các hội. Đấy. Là một nhà công, một diễn viên rất trẻ của đoàn chèo Nam Định, còn cháu Xuân Tùng đây, xem phục vụ hai anh em phục vụ một làn điệu gì cho các bạn điệu yêu chèo. Điệu sang này chơi. Này chơi. Còn là điệu khác. Sang chơi à? Sang chơi. Rồi, ok. Cứ hát đi. Hát thế nào thì hát. Lạc chốn đào nguyên đi ơi nào ý, nào tưởng đâu bây giờ ta lạc đi chốn đào nguyên chứng thời hương mà kỳ mỗi bác cháu mình là phải rất là vinh dự. Mẹ con hát một làn điệu gì đấy, hôm mà như Quỳnh Phụ nó hát điệu gì nhỉ? Đào điệu ạ. Đào điệu. Ừ. Hay là hát lại một điệu đào điệu cho. Đào điệu nhá. Một làn điệu này nữa. Hay là Minh xem thế nào? Ừ, Minh xem thế còn làn điệu gì? Hát lời mới. Hát lời cổ thôi. Hát lời mới. Lời mới cũng được. Ừ, lời mới cũng được. Lời mới nhé. Ừ. Hát điều gì? Công trang cái mẹ thầy nhá. Hát đi luôn này. Ừ. Có nhạc không? Có. Hát nhạc luôn. Ừ, hát nhạc luôn. Ok không? Anh bật nhạc nhỏ đi xong. Rồi, ok. Ừ, sao nhạc? Ê. Đây đúng không? Không phải. Công trang nghĩa mẹ anh thầy đúng không? Hay công đức thiên thần? Công trang nghĩa mẹ anh thầy rồi. Thì đấy. Thế đây là nhà này nhà đào liễu rồi.
À ừ nhỉ. Đây đây không được. Quý vị khán giả Hôm trước ở đâu nhỉ? Hôm trước để đâu nhỉ? Tao lai ạ. Xin chào tất cả các bạn yêu thích nghệ thuật chèo. Hôm nay là mấy ba ông cháu bác cháu này đang ở Đâu? khuôn viên của Đâu đi? nhà hát chèo Nam Định. Con trai em ở đâu? Có Cũng nhận được giao lưu với đấy ạ. Có đấy. Ấy là cháu diễn viên lại Thanh Minh nhà công ạ. nhà công và cháu tức là tài năng triển vọng Xuân Tùng. Năm nay cháu mới 15 tuổi. Thế xin chào tất cả các bạn yêu thích nghệ thuật chèo thì cháu Xuân Tùng sẽ hát một làn điệu nữa. Đào liễu à? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ yêu mới là đạo con. Con hát đi. Con thì đi
nghĩa mẹ ơn thầy. Nào ai nhớ được bao ngày tháng năm, cuộc đời biết mấy gian truân, sinh thành dưỡng dục thành thân nên người. Con đi bốn phương con về muôn ngả, khắp nẻo đường quê. Trong tim khắc ghi, trong lòng thầm luôn đủ hồ dễ bằng chốn ấy quê hương. Công cha nghĩa mẹ cháu là hai anh em sẽ phục vụ các bạn yêu chào của tôi một làn điệu nữa. Chào Trần Yến, Bùi Hoa, chào Cao Hoàng, chào cháu Thanh Huân. Như nước ý trong ý muôn, tình yêu thương mẹ đã cho con như nước ý trong ý muôn. Biển trời bao la ví như lòng mẹ, gian khổ một đời tất đi cả vì con mong.
Thôi cũng xin chào các bạn, hẹn một dịp khác Trường Giang về cùng giao lưu với các con các cháu để sẽ chuẩn bị một số làn điệu chèo hay hơn nữa để phục vụ các bạn. Mong các bạn cũng hết sức thông cảm và cổ vũ cho các con các cháu. Người ấy là cháu Xuân Tùng và cháu Lại Thành Minh. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Vâng. Cháu chào. Xin chào công chúng.